rồi Mai Dương. Anh bị nhốt 24 tiếng bây giờ mới thả đây. Từ sáng giờ ức chế lắm. Nhưng mà bây giờ cũng ra được quầy đường rồi. Bây giờ hôm nay like một xíu để cho mọi người nhìn thấy nha. Đường phố Sài Gòn lúc gần 14 giờ trưa nha. Nắng thấy mẹ luôn nè. Bao que đâu ra đây dùng anh cái rồi. Thằng biểu tình ở đâu. Các chị thông cảm nha. Tại em đang chạy xe nên em không có nhìn được đâu. Nên là tình hình em cũng đi dạo phát xem coi như thế nào. Đây thì cái mấy cái đoạn này thì em còn like được nha. Còn khi mà vô cái vùng nhạy cảm thì em sẽ tắt liền nha các anh chị. Nên các anh chị thông cảm giùm xí. Đây là xung quanh của khu vực nhạy cảm. Đố các anh chị biết được cái đoạn đường em đang đi. Cái nơi sản xuất em bé là đường Cống Quỳnh. Chào chị Thảo Nguyễn. Có phải chùm sò khổ quá, nít Bình Dương mà chùm sò gì, chùm sò chưa có được live stream ha. Chùm sò thì về nhà rồi nhưng mà phải nghỉ ngơi vài bữa để lấy lại tinh thần chứ chưa có live stream được ha. Tinh thần em ấy chống qua que thì vẫn còn nguyên nhưng mà thời gian thì tạm thời em ấy phải củng cố lại một chút xíu sau một cái sự cố nho nhỏ. Tại vì cơ bản là bạn ấy cũng chưa có kinh nghiệm ra hiện trường à. Nói chứ em chỉ like một đoạn thử một xíu làm sao nha. Rồi em quẹo qua cái khu nhạy cảm cái em ốp. Xong rồi khả năng là một chút nữa thì nếu em ấy thì em sẽ like tiếp để cho các anh chị xem nha. Đường phố tấp nập nha. Dù rằng là 14 giờ trưa ngày 4 tháng 9 năm 2018 nha. Đáp lời những lời kêu gọi của cái thằng Tân Thái. Các anh chị em tối nay chúng ta hãy chuẩn bị dép một đôi là để tặng cho Benny Trương một chiếc, còn một chiếc nữa mình sẽ đập vào mặt Tân Thái vào tối nay nhé. Em xin sẽ mở một cái live stream vào lúc 21 giờ chúng ta cùng đập vào mặt Tân Thái, mà không phải đập bằng tay nhé, chúng ta đập bằng dép vào mặt nữa ha. Các anh chị nào ok thì sẽ cho em cái phím 1 đi nha để em lấy tinh thần. Tại vì em đi đến đây thì chắc khoảng chút nữa em cũng ốp cái live stream, tại em đi vô dùng nhạy cảm. Thôi các anh chị, tại tới ngã tư này là bắt đầu ấy rồi, thôi em